nông sản, thực phẩm chế biến là một trong những thế mạnh của xuất khẩu Việt Nam và đang có nhiều tiềm năng để tiến sâu hơn vào thị trường Canada. Đem hàng loạt các sản phẩm thực phẩm tiện lợi như phở bò, bún riêu cua đến giới thiệu với các nhà mua hàng Canada, doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ sớm đưa hàng hóa thâm nhập được vào thị trường Canada. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện các sản phẩm của đơn vị đã thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản, Australia và được người tiêu dùng đánh giá cao. Với định hướng đưa sản phẩm xuất khẩu tới nhiều thị trường mới, hiện doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sản xuất. Do đó, ngoài nhà máy tại Vũng Tàu, công ty đang mở rộng thêm nhà máy tại Điện Bàn, Quảng Nam. Ngoài thị trường Nhật Bản và thị trường Úc mà chúng tôi đã khai thác được, chúng tôi muốn lan tỏa các cái sản phẩm thực phẩm Việt Nam đến nhiều quốc gia hơn, trong đó có quốc gia Canada. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp cận được 2 buyer trong số tổng 5 buyer về Việt Nam. Và chúng tôi nhận thấy được cái hương vị mà chúng tôi đưa đến cho trực tiếp cho buyer được dùng tại đây thì mọi người đều đánh giá rất là bất ngờ. Bởi vì cái hương vị nó sẽ tươi như là ăn trực tiếp tại Việt Nam, nó không đậm vị công nghiệp. Và đó là những cái mà thế mạnh mà chúng tôi muốn khai thác tối đa để mang cái sản phẩm Việt Nam đi nhiều quốc gia hơn. Theo các chuyên gia, các sản phẩm Việt Nam được người tiêu dùng Canada đánh giá cao và ưa chuộng. Hiện nay, những mặt hàng của Việt Nam đang được tiêu thụ trong các siêu thị Canada chủ yếu là đồ khô, hải sản đông lạnh và rau quả. Các sản phẩm này đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường và xuất hiện khá nhiều trong các hệ thống phân phối bán lẻ tại Canada. Những sản phẩm chế biến này chính là sự nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa Việt Nam và cần được đầu tư để có thể chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Canada. Các sản phẩm Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để thâm nhập vào thị trường Canada. Hiện nay, ở Canada, một mặt hàng có hàng trăm doanh nghiệp ở 30 đến 40 quốc gia xuất khẩu vào. Do đó, sự cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, các sản phẩm Việt Nam có chất lượng tốt nên hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh. Mặc dù được đánh giá là thị trường tiềm năng, song thực tế các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa tận dụng được những lợi thế. Theo các chuyên gia, hiện nay điểm yếu chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam là khả năng tiếp cận thông tin từ các nhà nhập khẩu, phân phối nước ngoài. Trong bối cảnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Canada và Thương vụ Việt Nam tại Canada tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp nhập khẩu Canada với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, từ đó giúp trang bị kiến thức về kỹ năng xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tư vấn về phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường nhập khẩu đến tìm kiếm, kết nối đối tác thương mại. Ngoài cái vấn đề về thông tin ra thì chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp để hiểu thêm về tiêu chuẩn thị trường, chất lượng, về các cái yêu cầu mới của thị trường, ví dụ như là vấn đề bao bì nhựa và hàm lượng tái chế trong bao bì. Thì đây là những cái tiêu chuẩn rất là mới của những thị trường bậc cao và khó tính như Canada. Thì chúng tôi cũng hy vọng là qua những khóa đào tạo do chuyên gia nước ngoài phối hợp cùng với Cục Xúc tiến Thương mại và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Canada, thì các doanh nghiệp sẽ hiểu thêm về cái cách thức tiếp cận thị trường nước ngoài một cách bài bản và có sự chuẩn bị tốt, không chỉ để vào thị trường Canada mà còn vào những cái thị trường khó tính khác. Việc tổ chức các phiên kết nối trực tiếp được kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả thiết thực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển bền vững, hướng tới đẩy mạnh khai thác các thị trường xuất khẩu khó tính như Canada nói riêng và Bắc Mỹ nói chung. Được biết, trong thời gian tới, để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Canada sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để tổ chức các chương trình kết nối cho doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, nội thất, đồ gỗ, hàng xây dựng và công nghiệp nhẹ của Việt Nam.